Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món cà, đó là món mứt cà nha mọi người. Thì mọi người muốn biết mình làm cái món mứt cà này như thế nào, mọi người hãy cùng mình để vào bếp cùng làm món mứt cà này nha mọi người nha. Thì cái món mứt cà này trông rất là đơn giản, dễ làm mọi người. Mình chỉ cần uống sinh tố là mình cho đá và mình múc cái mứt cà này bỏ vào và mình cho thêm sữa ông thọ vào nữa là ngon luôn nha mọi người nha. Dầm lên là uống luôn ngon luôn. Hai kênh vlog Bí Nấm xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món, đó là món mứt cà nha mọi người. Mình có chuẩn bị 2 kg cà trông rất là tươi và còn cuốn. Thì mới vừa ăn Tết xong, cà trông rất là nhiều, cũng không đắt lắm, rẻ mọi người à, có 15.000 một ký thôi. Mình mua 2 kg về để làm mứt cà, để dành mình ăn với bánh mì xô bít nè. Mình chét lên ăn trông rất là ngon, hoặc là chấm bánh mì cũng ngon lắm mọi người. Mình làm mứt cà thì mình thích sử dụng cái gì mình cho mứt cà vào ăn trông rất là ngon mọi người à. Rồi bây giờ mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm cái món mứt cà này nha mọi người. Cái món mứt cà này làm trông rất là đơn giản và dễ làm, nhanh lắm mọi người ơi, không có gì khó đâu. Nhưng mà mọi người cùng mình để vào bếp làm ngay cái món mứt cà này nha mọi người nhé. Mình đem cái cà này đi rửa nha mọi người nhé. Mình có chuẩn bị cái thau nước và mình cho cà vào mình rửa nha mọi người. Mình rửa sạch rồi mình khứa một đường, mình bỏ vào mình luộc để mình lột cái vỏ cà ra nha mọi người nha. Lột cái vỏ cà cho nó dễ mọi người à. Rồi bây giờ mình rửa, mình khử cái cuốn nó ra này mọi người. Mình rửa cho nó sạch rồi mình để ráo. Mọi người ơi, cà thì sau khi mình làm á thì mình khứa như vậy nha mọi người nha. Để một chút nữa mình lột cái vỏ cà ra cho nó dễ nha mọi người. Mình khứa cho hết cái đĩa cà này luôn nha mọi người. Mình có một ít cà tròn. Đó mọi người, cắt cái khứa như vậy nè. Mình đem đi trụ nước để cho cái vỏ cà nó bong ra. Mình lột cái vỏ cà ra cho nó dễ nha mọi người nha. Mình bắt cái nồi nước lên nha mọi người, mình đậy nắp lại, mình để cho nước nóng và sau đó thì mình thả cà vào, mình trụng sơ qua nha mọi người nha. Mình bấm lò nha mọi người. Sau khi cà của mình đã khứa nó hết rồi nè mọi người, bây giờ mình đem đi mình bỏ vào cái nồi nước nóng nha mọi người nha. Mình mở nắp ra, nước cũng đã nóng lên rồi nè mọi người. Bây giờ mình thả cà vào nha mọi người nha. Mình thả vào để cho cái nó bong cái vỏ ra nha mọi người. Rồi sau khi mình bỏ cà vào rồi, bây giờ mình đậy nắp lại, mọi người đợi nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình dở nắp ra, cà thì cũng đã chín rồi ha. Mình vớt cà ra nha mọi người. Mình vớt cà ra, mình cho vào cái nồi nước lạnh nha mọi người nha. Cái thau nước lạnh nè mọi người. Mình ngâm để cho nó chóc cái vỏ ra, mình lột cho nó dễ mọi người. Mình vớt cho hết cái cà này ra. Bây giờ mình lột vỏ cà đi nha mọi người nha. Thì sau khi mình bỏ vào nước nóng á, cái nó bung cái vỏ cà ra, trông rất là dễ lột luôn mọi người. Mình lột ra rồi sau đó thì mình đem đi xay nha mọi người nha. Mọi người, mình bỏ vào nước nóng cái mình lột nó rất là dễ luôn, nó đi rất là dễ luôn mọi người. Mình lột cho cái hết cà này luôn nha mọi người nha. Cái giờ trái cà dài thì cái vỏ nó dày á, mình lột nó dễ ngon hơn mọi người. Còn cái trái cà tròn thì mình lột cái vỏ nó mỏng hơn. Mình lột vỏ xong rồi, bây giờ cà vào cái cối nha mọi người nha. Sau đó mình đậy nắp lại, mình ấn nút nha mọi người. Mình đã tắt
cà ra cho mọi người. Rồi sau khi mình đổ vào mình nấu mứt nha mọi người, mình bấm lò nha mọi người. Mình cho đường vào nha mọi người. Sau đó thì mình khuấy đều để cho đường tan với cà. Mình nấu khi nào cái cà của mình nó keo lại là được nha mọi người nhé. Bây giờ mọi người để cho cà của mình chín tới nha mọi người. Trông rất là ngon mọi người. Làm mứt cà trông rất là ngon luôn mọi người. 2 kg cà mình cho tầm khoảng 3 lạng đường nha mọi người. Xem thử, nếu mà chưa được thì mình cho thêm nha mọi người nha. Mình sợ đổ nhiều quá nó ngọt, ăn ngọt đó. Mình rất là sợ mập nên mình ít ăn ngọt mọi người. Trông rất là ngon, mứt cà trông rất là ngon mọi người. Mình làm nó nhuyễn ngon ghê luôn mọi người. Sau khi cà của mình nóng lên rồi này mọi người, mình để cho nó rút bớt nha mọi người nha. Mình cứ quậy quậy đến khi nào cà nó hơi keo lại là được nha mọi người nha. Trông rất là ngon mọi người. Cà đây mình làm sẵn như vậy, khi mình bỏ đá vào mình uống thêm tốn luôn cũng được mọi người. Mình sử dụng cho cái nước sốt cũng được mọi người. Mình lấy cái cà đi mình làm nước sốt mắm rồi đó, gia vị rồi cũng được mọi người à. Nói chung là cà mình cũng dễ làm lắm mọi người, trông rất là ngon mọi người. Bây giờ mình khuấy đều rồi, bây giờ mọi người đợi cho một chút nữa cà nó rút lại mình quay tiếp nha mọi người nhé. Cà của mình đang sôi rồi mọi người, khói nó bốc lên đó mọi người, nên thấy nó không rõ mọi người à. Mình thì không dám quậy, quậy lên thì khói nó bốc lên, nó làm cho cái chảo cà của mình trông rất là mờ. Mình để như vậy để cho mình quay cho mọi người thấy cái cà của mình ha. Sau khi đóng mặt, mọi người ơi, cái cà này nè, nếu như mình làm tương cũng được nha mọi người. Chỉ cần mình cho bột bắp vào, mình xếp thì cái cà này nó sẽ keo lại và sau đó là nó thành tương rồi mọi người. Còn ở đây mình không cho bột, mình làm mứt cà để dành uống sinh tố cũng được nè, hoặc là chét lên bánh ăn cũng được nè mọi người. Uống sinh tố thì trông rất là ngon luôn mọi người. Sau khi mình cho đá vào, mình cho sữa vào là mình có ly sinh tố cà uống nha mọi người nha, trông rất là ngon luôn. Thì sau khi cà của mình cũng đã kẹo lại nè mọi người, mình không còn phải xức bột và cà cũng vẫn mịn nè mọi người ơi. Cà của mình cũng đang rút nước và kẹo lại nè mọi người này. Mọi người thấy sạch sẽ không? Để hôm nào mình sẽ làm tương cà cho mọi người cùng xem ha. Tương cà thì có tỏi này, có ớt này và có bột, thì sẽ ra cái tương cà thôi mọi người. Còn đây mình làm mứt cà thì chỉ có đường với cà thôi mọi người. Trông rất là ngon luôn mọi người ơi. Mình vậy lên cái khói nó bốc lên đó, nó làm cho cái cà của mình không, cái vị béo không được sáng mọi người. Sau khi cà của mình kẹo lại như này mọi người, mình để kẹo thêm một chút nữa nha mọi người nha. Rồi sau đó thì mình tắt lò nha mọi người. Trông rất là ngon luôn mọi người. Quậy như vậy mọi người nó không bị văng mọi người à. Mình chỉ cần cái giá một cái nó văng lên nóng mọi người. Mọi người có nó văng cái bong bóng lên nó rất là cạn, văng rất là cao luôn. Nóng tay đó mọi người, dễ bỏng tay đó mọi người. Bây giờ mình quậy một chút nữa để cho nó keo lại nữa nha mọi người. Cà của mình keo lại rồi mọi người. Quậy là được nha mọi người. Ở ngoài cái màu cà nó trông rất là đỏ tươi luôn mọi người. Vào đây thì cái màu đỏ nó hơi bầm một chút nha mọi người.
nó không có được đỏ tươi như ở ngoài rất là đỏ tươi luôn mọi người. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem nè. Vậy là mình đã có một cái món bún cà này mọi người. Keo trông rất là ngon. Wow mọi người ơi, mình vừa quay, mình ngâm cái là nó dâng lên khổng tay luôn đó mọi người. Rồi bây giờ mình tắt lò nha mọi người nhé. Tắt lò. Màu đẹp chưa mọi người? Mình tắt lò rồi mà có cái lò nó còn độ nóng mọi người, nó vẫn dâng như mọi người nha. Rồi mình để cho nguội, sau đó mình cho vào cái keo, cái thổng của mọi người. Mình cho vào tủ lạnh, khi nào mình ăn thì mình lấy ra cho mọi người. Mình chép với bánh sandwich nướng hoặc làm pizza đồ đó mọi người, cũng ngon lắm mọi người. Mình uống sinh tố thì mình cho thêm sữa ông thọ vào nha, và đá vào là mình dầm lên mình uống thôi mọi người, trông rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mình để cho nguội, rồi sau đó thì mình cho vào cái thổng nha mọi người. Rồi sau khi cà của mình để nguội rồi mọi người, nguội trông rất là ngon luôn mọi người à. Nó keo lại nè, mọi người thấy nó keo lại không? Bây giờ mình cho vào cái hộp nha mọi người nha. Mình bỏ tủ lạnh. Mình cho vào cái hộp để bỏ tủ lạnh này mọi người. Mình có chuẩn bị cái hộp. Mình mở cái, mình kéo cái camera nó cao lên để cho mình dễ múc. Đây mọi người, cái hộp, bây giờ mình múc vào cái hộp nha mọi người nha. Mình múc vào cái hộp rồi mình cho vào tủ lạnh là mình ăn thôi mọi người. Hoặc là mọi người có làm sốt để mà nấu đồ ăn á, mình cho cái đây vào cũng ngon lắm mọi người. Mình múc cho hết vào cái hộp này nha mọi người. Mọi người xem cái video của mình, mọi người thấy mứt cà này, mọi người thích thì mọi người hãy làm ăn ngay mứt cà này nha mọi người. Rồi mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người xem cái video của mình, mọi người like, share, subscribe và cho mình một nút đăng ký để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình xin chào mọi người, mình tạm dừng cái video ở đây.